thiền buông thư, soi sáng trị liệu thân tâm. Mời mọi người thư giãn trên tấm thảm, đầu thẳng và không nên kê gối. Hai gót chân hướng vào nhau và hai mũi chân hướng ra ngoài hình chữ V. Ai chưa quen thở bụng thì hai tay đặt lên phần bụng dưới của mình. Ai đã quen thở bụng rồi thì hai tay để dọc theo hai bên hông của mình một cách hết sức thoải mái và lòng bàn tay hướng lên trên. Từ từ nhắm mắt lại và đặt sự chú tâm của bạn vào phần bụng dưới. Những hơi thở đầu tiên thì hít vào, thở ra bằng mũi và thở ra bằng miệng. Hít vào, phần bụng dưới của bạn từ từ phồng lên. Và khi thở ra thì phần bụng dưới của bạn từ từ xẹp xuống. Khi hít vào, chúng ta quán tưởng rằng tất cả những năng lượng bình an, tươi mát và sung mãn của vũ trụ sẽ đi vào để nuôi dưỡng và làm mới tất cả các tế bào trong toàn thân của chúng ta. Khi thở ra, chúng ta quán tưởng rằng tất cả những thán khí, độc tố, tất cả những phiền muộn, tất cả những cố chấp, bệnh tật, tiêu cực và bế tắc sẽ được đẩy ra ngoài để nhờ vũ trụ chuyển hóa thành những năng lượng yêu thương, tha thứ, bao dung và hàn gắn cho chúng ta. Sau những hơi thở đầu tiên, hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng. Với sự quán tưởng như vậy và sự theo dõi phồng xẹp của thành bụng, chúng ta trở về với hơi thở tự nhiên. Hít vào bằng mũi và thở ra cũng bằng mũi. Chỉ có điều là chúng ta để sự tỉnh giác của mình xuyên suốt hơi thở vào từ phần đầu cho tới phần giữa, cũng như đoạn cuối của hơi thở vào và hơi thở ra. Khi hít vào, chúng ta cảm nhận được luồng không khí từ bên ngoài đi vào qua thành mũi, qua các xoang, qua ống thở, qua phổi, qua hoành cách mô, xuống đến bụng dưới, làm cho nó phồng lên, và để rồi nó sẽ được lan tỏa đến tất cả các tế bào trong châu thân của chúng ta. Khi thở ra, chúng ta thấy thành bụng từ từ xẹp xuống để đẩy hết tất cả những thán khí độc tố ra bên ngoài. Cứ thế chúng ta hít vào và thở ra một cách rất tự nhiên, với sự tỉnh giác trọn vẹn từ phần đầu cho tới phần giữa và phần cuối của hơi thở vào cũng như hơi thở ra. Khi chúng ta hít vào thì chúng ta quán tưởng rằng năng lượng bình an, tươi mát và sung mãn của vũ trụ sẽ được đi vào để làm mới và nuôi dưỡng hết tất cả các tế bào trong châu thân mình. Khi hơi thở ra, chúng ta quán tưởng rằng tất cả những độc tố, bế tắc, tất cả những phiền muộn, tất cả những rối ren, bệnh tật sẽ được đẩy hết ra ngoài để được vũ trụ chuyển hóa. Thân của chúng ta sẽ được thông thoáng nhẹ nhàng, tâm của chúng ta sẽ được bình an, tĩnh lặng. Kế đó, chúng ta đặt sự tỉnh giác của mình ngay trên đỉnh đầu. Khi hít vào, chúng ta quán tưởng rằng năng lượng bình an, tươi mát và sung mãn của vũ trụ sẽ được nạp vào ngọn đèn chánh niệm tỉnh giác ngay trên đỉnh đầu của mình, làm cho nó được rực sáng và sung mãn. Khi
Khi thở ra thì chúng ta dùng ánh sáng và năng lượng của ngọn đèn chánh niệm tỉnh giác này để rà soát xuyên suốt toàn bộ cơ thể của mình, từ đỉnh đầu cho tới trán, mắt, mũi, miệng, má, môi, cằm, cổ, gáy, vai, lưng, ngực, bụng, mông, đùi, gối, chân và tay. Cứ thế, mỗi lần hít vào, chúng ta quán tưởng rằng năng lượng bình an, tươi mát và sung mãn của vũ trụ sẽ được nạp vào ngọn đèn chánh niệm tỉnh giác trên đỉnh đầu. Khi thở ra, chúng ta dùng ánh sáng và năng lượng của ngọn đèn chánh niệm tỉnh giác này để soi sáng và rà soát xuyên suốt cơ thể mình, từ đỉnh đầu cho tới ngón chân, từ bên ngoài da cho đến các cơ quan nội tạng và các tế bào bên trong châu thân mình. Ánh sáng của ngọn đèn chánh niệm tỉnh giác này chiếu rọi tới đâu thì bóng tối của độc tố, của bệnh tật, của bế tắc, của rối loạn và bất an sẽ được đẩy lùi đi đến đó, làm cho thân của chúng ta được thông thoáng, nhẹ nhàng. Tất cả những bế tắc sẽ được khai thông, những rối loạn sẽ được chuyển hóa và làm mới liên tục trong từng sát na của sự tiếp xúc màu nhiệm này. Cứ thế, chúng ta hít vào một cách rất là thong thả, bình thường. Khi hít vào, chúng ta quán tưởng rằng tất cả những năng lượng bình an, tươi mát và sung mãn của vũ trụ sẽ được thắp sáng ngọn đèn chánh niệm tỉnh giác trên đỉnh đầu, làm rực sáng và sung mãn. Để rồi khi thở ra, chúng ta sẽ dùng ánh sáng và năng lượng của ngọn đèn chánh niệm tỉnh giác này để chiếu rọi và rà soát xuyên suốt cơ thể mình. Ánh sáng và năng lượng này sẽ đẩy tan hết tất cả những bóng tối của bệnh tật, của bế tắc, của rối loạn, của phiền muộn, của sự cố chấp. Khi hít vào, chúng ta quán tưởng rằng năng lượng bình an, tươi mát và sung mãn của vũ trụ sẽ được nạp vào để nuôi dưỡng, khai thông và làm mới hết tất cả các tế bào trong châu thân mình. Khi thở ra thì toàn thân của chúng ta sẽ được thư giãn, từ cơ bắp đến mạch máu, hệ thần kinh. Tất cả những bế tắc sẽ được khai thông, những rối loạn sẽ được chuyển hóa và làm mới liên tục trong từng hơi thở, trong từng sát na của sự sống. Khi ta nằm trên lòng đất, chúng ta thực tập sự buông thư, sự hòa nhập, trở về với lòng đất mẹ, thì chúng ta cũng sẽ tiếp nhận được những năng lượng hùng hậu và vi tế của đất mẹ. Đất mẹ đã sản sinh ra muôn loài chúng sinh. Đất mẹ cũng đã nuôi dưỡng muôn loài chúng sinh. Đất mẹ là nơi cho tất cả mọi loài chúng sinh nương tựa, làm cho muôn loài chúng sinh được chuyển hóa. Đất mẹ chấp nhận hết tất cả với sự kham nhẫn và khiêm cung. Cho dù chúng ta có đổ lên đất mẹ vàng ròng, đá quý, kim cương, đất mẹ cũng tiếp nhận một cách bình đẳng, không vui vẻ, hớn hở hơn. Cho dù chúng ta có bỏ lên đất mẹ phân uế, rác rưởi, chất bẩn, đất mẹ cũng tiếp nhận một cách rất bình thản, không ca thán, kêu ca, yêu ghét. Sự chấp nhận một cách bình đẳng và nhẫn nhục, khiêm cung đó tạo nên một nguồn năng lượng hùng hậu và sung mãn để cho chúng ta được bình an khi nương tựa trên đất mẹ.
khi trở về nằm trên lòng đất mẹ, đất mẹ cũng có khả năng chuyển hóa tuyệt vời. Từ những cặn bẩn, rác rưởi hôi hám, đất mẹ lại có khả năng chuyển hóa thành ra những rau củ, hoa trái, những vị thơm ngọt ngào, những màu sắc tốt tươi, xinh đẹp. Khi chúng ta trở về nằm lòng đất mẹ, nếu chúng ta thực tập sự hòa nhập, buông xả, tan biến và trong lòng đất mẹ, chúng ta cũng tiếp nhận được năng lượng chuyển hóa tuyệt vời này từ đất mẹ, để rồi tất cả những bệnh tật, những bế tắc, những buồn đau, những vướng mắc, những độc tố trong toàn thân của chúng ta cũng sẽ được chuyển hóa thành những an lạc, tĩnh lặng, trí tuệ và từ bi. Trở về thực tập hít vào một cách thảnh thơi, thở ra một cách nhẹ nhàng và tỉnh giác. Hãy trở về hòa nhập với đất mẹ trong tinh thần vô ngã, vị tha, thì chúng ta sẽ tiếp nhận được hết tất cả những năng lượng của đất mẹ, để rồi chúng ta được chuyển hóa thành những con người mới trong từng sát na của sự sống, được trở nên khỏe mạnh, trí tuệ, lòng từ bi sung mãn, để phụng sự cho muôn loài chúng sinh. Cũng vậy, khi chúng ta còn bé, mỗi lần chúng ta bị đói, bị lạnh hay bị ai ăn hiếp, chúng ta chỉ cần chạy vào và sa vào lòng mẹ với vòng tay ôm ấp và chăm sóc trìu mến của mẹ, mọi bệnh tật sẽ tiêu tan, mọi đói lạnh sẽ biến mất, mọi tủi buồn khốn khổ sẽ tiêu tan khi ta trở về trong lòng đất mẹ. Đất mẹ cũng luôn ôm ấp, nâng đỡ và bảo bọc chúng ta. Đất mẹ luôn luôn nuôi dưỡng, trao truyền cho chúng ta những năng lượng bình an, thiện lành, và giúp chúng ta chuyển hóa tất cả những bế tắc, bệnh tật, khổ đau, phiền muộn. Hít vào, ta rõ biết ta đang hít vào. Thở ra, ta rõ biết ta đang thở ra. Hít vào một cách thong thả, thở ra một cách bình an. Thân của ta sẽ được thư thái, tĩnh lặng, mọi bế tắc sẽ được khai thông, mọi rối loạn sẽ được chuyển hóa làm mới liên tục trong từng hơi thở, trong từng sát na của sự sống. Hít vào, ta rõ biết ta đang hít vào. Thở ra, ta rõ biết ta đang thở ra. Hít vào một cách thong thả, thở ra một cách bình an. Tôi chịu trách nhiệm 100% về tất cả những gì đến trong cuộc sống của tôi. Tôi xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi. Tôi xin cảm ơn, thương lắm. Tôi xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi. Tôi xin cảm ơn, thương lắm. Tôi xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi. Tôi xin cảm ơn, thương lắm. Tôi xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi. Tôi xin cảm ơn, thương lắm. Tôi xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi. Tôi xin cảm ơn, thương lắm. Tôi xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi. Tôi xin cảm ơn, thương lắm.